Hello, xin chào anh chị nhà đầu tư đã quay trở lại với kênh câu Trình Phát cùng với video tổng kết nhanh thị trường sau giờ giao dịch của em An thì ngày hôm nay là ngày 14 tháng 10, ngày giao dịch đầu tuần của chúng ta và Vani đã có những nhịp kéo vượt lên được cái vùng 1297 nhưng sau đó cái áp lực bán cũng như là những cái tin tức bất ngờ được tung ra ở những cái đoạn nhạy cảm như thế này để khiến cho thị trường chúng ta đảo chiều và điều chỉnh ngay trong phiên, lắp gác ngay trong phiên à, như vậy thì thị trường chúng ta còn cơ hội để vượt lên vùng 1.300 nữa hay không? Khi đã đây đã lần thứ sáu chúng ta chưa chinh phục được cái vùng điểm số này à, thì à, mời các anh chị sẽ cùng em an chúng ta tổng kết nhanh phiên giao dịch ngày hôm nay à, và nếu đây là lần đầu tiên các anh chị đến với kênh thì hãy ủng hộ cho kênh Mô cư Việt Nam một nút đăng ký. Cũng như là ủng hộ cho video của em An những cái nút like và những cái tương tác ở phần bình luận nha các anh chị Ok, thì đầu tiên về điểm số của Vinny Ngày hôm nay chúng ta đóng cửa ở cái mức là 1 mươi 34 điểm Chỉ giảm khoảng là 2 điểm so với cái giá tham chiếu Và ngày hôm nay chúng ta đã có cái vùng mở cửa nhảy gáp cao nhất là 1.297 Và thấp nhất là 1.285 Trong một cái biên độ khoảng 10 điểm nhưng mà chung quy lại chúng ta chỉ giảm có hai điểm trong phiên và phần lớn cái áp lực này đến đều từ hai nhóm uh, từ gọi là hai nhóm cổ phiếu đó là họ nhà anh tuấn mượt là vx eb và cổ phiếu uh, tch và hhs Nó khiến cho thị trường chúng ta có một cái sự đảo chiều tương đối là mạnh trong ngày hôm nay đó là một cái tâm lý một cái tâm lý khiến cho nhà đầu tư uh, muốn thoát hàng khi mà chỉ số chung không vượt được cái vùng 1.300 cũng như là đã xuất hiện dần dần những cái áp lực bán ngược trong phiên nhưng tích cực thì ngày hôm nay nhóm ngành ngân hàng nhóm ngành ngân hàng vẫn giữ được cái vai trò cân đối lại chỉ số và đâu đó có sự hỗ trợ của nhóm ngành chứng khoán được một nhịp trong phiên nữa vẫn giữ được cái 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 sắc xanh cuối phiên ngày hôm nay ngoài ngân hàng và chứng khoán thì chúng ta lại tiếp tục có một cái sự khôi phục trở lại của họ nhà vin tiêu biểu là Vinhome sáng nay đã có một cái nhịp bật gáp rất là cao và đóng cửa ở cái mức tăng 4% à, ngoài ra chúng ta cũng thấy có một cái sự trở lại của cổ phiếu nhóm ngành à, đầu tư công như ci à, hkv vcg à, và cổ phiếu nhóm ngành điện à, cũng có được một cái sự gọi là vận động tích cực trong phim Đấy, Tính ra chung quy lại thì ngày hôm nay Tất cả vẫn chỉ là một cái nhịp uh, vượt cản không thành công Và chúng ta về lại cái vùng nền hỗ trợ Về lại cái vùng 1286 Đấy, Chứng tỏ là dòng tiền vẫn duy trì cái vị thế của nó Ở nhóm ngành dẫn đầu Đó là nhóm ngành ngân hàng Và đang có những cái tín hiệu là lan tỏa sang các nhóm ngành khác đâu đang muốn test cung cầu là của các cái nhóm ngành còn lại để xem thử là khi thị trường chúng ta có một cái nhịp bật tăng có một cái nhịp bùng nổ thì có nhận được cái sự đồng thuận đi lên hay không hay là các cổ phiếu chỉ chờ trực có một cái nhịp kéo lên để chốt lời ngắn hạn Đó. thì ngày hôm nay chúng ta thấy là gần như cái nhịp chốt lời khách hàng nó không xuất hiện nhiều vào buổi sáng nha vẫn có một cái sự uh, tăng điểm nhẹ đấy. nhưng mà khi mà cái tin xấu nó ra thì gần như là cái động lực tăng nó biến mất đấy. khi cái những cái tin tức đấy được lan truyền và có một cái bài báo xác nhận thì bắt đầu là cái áp lực bán nó xuất hiện nhiều hơn đấy, đấy. nhìn vào mặt uh, vận động của Vani trong khung nhỏ đi đấy trong khung 15 phút thì các anh chị thấy ngày hôm nay chúng ta có một cái nhịp mở gáp này và sau đó á, sau đó là tầm tới 10 giờ là bắt đầu có râm ran những cái tin tức xấu thì bắt đầu uh, có một cái áp lực bán nhưng mà cái thanh khoản lúc này vẫn thấy có lực cầu vào. Chỉ số này chúng ta cứ loanh quanh ở cái vùng uh, 1290, 1291 nhấp nhẹ, nhấp nhẹ nhấp nhẹ và vận động không có mấy là 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 là, là uh, quá là tiêu cực. Tuy nhiên là sang tới phiên chiều đầu giờ chiều là bắt đầu có một cái áp lực bán mạnh dần dần nó xuất hiện hơn. Đấy, nhưng mà tới 2 giờ chỉ số lại tiếp tục có một cái nhịp kéo rướng lên lại được cái vùng 1292 một lần nữa. và đóng cửa chúng ta đạp vào cái vùng 1286 thì chứng tỏ là ở đây loanh quanh cái biên độ là 1292 cho tới 1286 là đang hình thành một cái biên độ dao động nhỏ trong khung 15 phút của VN. đây cũng là một cái biên độ mà theo em đánh giá là an toàn cho phiên giao dịch của những ngày hôm sau, không thủng cái vùng hỗ trợ 1286 thì thị trường chúng ta sẽ đánh một cái biên tích lũy nhỏ để tạo một cái vùng đà nó an toàn hơn cho những cái phiên cuối tuần chúng ta vượt được cái vùng cản uh, vượt được cái vùng cản mây ở lanh quanh cái biên độ 1291, 1292 để có một cái đà lên lại cái vùng 1297, 1296 đó là cái diễn biến của ngày hôm nay nhưng mà thực sự thì cái mở gáp của đầu phiên hôm nay và lấp luôn ấy nó nó không có ý nghĩa gì nhiều đâu đó là đến từ cái sự hưng phấn cái sự kỳ vọng của thị trường Việt Nam nó sẽ bùng nổ nó sẽ tiếp nối cái đà hưng phấn của thị trường thế giới thứ nhất là Dow Jones và SP500 những cái chỉ số này của thị trường Mỹ anh chị thấy là trong hai phiên cuối tuần đó, nó đang cho những cái mức tăng tương đối là ấn tượng tương đối là tốt. Nasdaq, nb 500, đó, nó đang cho những cái 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 con số tăng cực kỳ là ấn tượng về mặt chỉ số cũng như là về mặt tin tức vĩ mô của Mỹ khi mà những cái chỉ số về bimi và CPI nó ra thì đang có một cái tác động tốt. Đấy. Bên cạnh đó là hàng xấu của mình là thị trường châu Á đi thì cũng chỉ có một cái mức độ giảm điểm nhẹ trong phiên đó, và còn còn lại là đều đang có một cái sắc xanh. Đấy, nên là buổi sáng ngày hôm nay chúng ta thấy được một cái tâm lý kỳ vọng là thị trường phần cũng sẽ bùng nổ theo thế nhưng mà phần vẫn được đánh giá là cái thị trường khó đoán nhất cái thị trường cận biên khó đoán nhất nên là mọi việc nó không có theo ý muốn của mình và đây là có một cái nhịp điều chỉnh ngay trong cái phiên bật gáp luôn đó nhưng mà thanh khoản thì đã về lại được những cái vùng 18.000 tỷ đâu đó đến từng cái sự hưng phấn của cổ phiếu Vinhome tạo ra và cái áp lực bán của cái nhóm uh, uh, anh Mượt và TCH đem tới cái áp lực bán và cái thanh khoản cái thị trường cũng là tương đối nhiều. Đấy nên là mình nhìn thấy thanh khoản bùng nổ giá cổ phiếu bị uh, thì chỉ số thị trường bị điều chỉnh nên đâu đó sẽ dẫn tới cái tâm lý tiêu cực là Verni bắt đầu vào một cái chu kỳ giảm tiếp theo vào là một cái nhịp điều chỉnh mạnh đó, rủi ro nó về 1.200 và 900 Thế tuy nhiên là trước mắt chúng ta đang chinh phục được đang cân bằng lại được ở cái vùng hỗ trợ 1286 và dòng tiền vẫn duy trì mạnh ở nhóm ngành ngân hàng Đây, các anh chị thấy một cái khoảng 2 giờ là bắt đầu ngân hàng quay trở lại kéo chỉ số lên để trong ATC nó giữ vẫn được ở cái mức 1286 thì không 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 vì cái điều gì hết mà các anh chị lại buông buông cổ phiếu ngân hàng lúc này nha Đấy, anh chị nào mà đang cầm cổ phiếu ngân hàng trong giai đoạn này thì theo em mình vẫn giữ chặt mình vẫn nên giữ chặt Đấy. anh chị thấy là cái vận động của nhóm V30 là nhóm ngân hàng nó vẫn duy trì được cái xung lực duy trì được cái 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 vận động của mình đã giúp cho là suốt phiên sáng và lân quanh 2 giờ trong phiên chiều là VN30 được hồi phục lại tăng điểm tương đối những cái cổ phiếu như là MBB, STB là trong phiên nó đã có một cái nỗ lực phục hồi tương đối rồi à, MSB, này, BID, SHB thậm chí là những cổ phiếu như là nhỏ như là NAB, OCB thì B, BVB thì trong ngày hôm nay nó cũng đã có những cái nỗ lực tăng giá để giúp cho cái chỉ số của thị trường được cân đối lại được duy trì ở cái vùng điểm trên 1290 cũng một khoảng thời gian trong buổi sáng khá là nhiều đó. bên cạnh đó thì chứng khoán này chứng khoán chúng ta vẫn thấy được cái sắc xanh duy trì ở cổ phiếu như là SHS TTS, SSI, MBS và BSI TVB thì lâu lâu nó cũng kéo lên được tí thôi nhưng cũng không có đáng kể tại vì này nó không có thanh khoản còn lại như là vnd vci hcm thì hầu như là sau nhịp kéo tăng thì nó đạp ngược và quanh tham chiếu nói chung là so với cái giá của ngày thứ sáu thì chúng ta vẫn thấy là có một cái sự điều chỉnh nhẹ thôi chứ nó không phải là bán tháo bán tống bán tháo là, nhiệt, là áp đảo thì nhìn chung theo em thì cái phiên ngày hôm nay thị trường chúng ta vẫn duy trì được sức mạnh nhóm ngành băng vẫn thể hiện rõ được cái vai trò là cái nhóm đang dẫn đầu thị trường và nhóm ngành chứng khoán cũng đang hỗ trợ thị trường rất là tốt à, còn những nhóm ngành khác thì như em chia sẻ từ lâu rồi hiện tại vẫn chưa thể hiện được sức mạnh chưa thể hiện được cái sự lan tỏa dòng tiền và cái sự đồng thuận chung nên là các anh chị tạm thời hạn chế fomo hạn chế cái việc mà nhảy ra nhảy vào À, những cổ phiếu đó mình cũng đừng có nghĩ tới cái phương án là chốt ngân hàng chốt chứng khoán để bắt đáy để tham gia à, những cái cổ phiếu mà đang đi nền đang tích lũy ở dưới Đấy, nhiều khi mình thấy là cổ phiếu đi nền là ok, mua giá tốt thì khi mà cổ phiếu tăng mình sẽ có cái biên lợi nhuận cao nhưng mà vấn đề ở đây là mình mua cái cổ phiếu đó thì khi thị trường tăng Thì cổ phiếu nó có thoát nền đi lên hay không Đấy, Cơ bản là nếu mà các anh chị nắm DG Nắm DG Từ cái nhịp Tháng Để em xem nè Từ cái nhịp tháng 8 đi Từ cái nhịp tháng 8 tới bây giờ Thì nếu mà anh chị mình không chơi đinh Không đánh theo biên Cứ tiếp tục nắm giữ Thì cái biên lợi nhuận của chúng ta nó vẫn chỉ lanh quanh là Cái vùng 13-14% thôi Nếu mà mình chúng ta không chốt và không đánh biên có khi là bây giờ là chúng ta là về vốn rồi nếu là như những cái đoạn mà nó chạm cái vùng cản chạm một kháng cự đây là chúng ta về vốn rồi thậm chí các anh chị đang bị kẹp hàng ở trên cái vùng giá 32 mà không trading không lướt thì bây giờ cái phần thiệt hại nó vẫn như cũ chúng ta vẫn không thấy có một cái biến động tăng giá nào tích cực cho cái tài khoản của chúng ta cả Đó. nếu mà trong cái khoảng thời gian đấy mà các anh chị mạnh dạng cơ cấu sang cổ phiếu như là CTG đi thì trong cái giai đoạn là từ tháng 8 cũng là giai đoạn tháng 8 thì CTG nó duy trì được cái đà tăng và cũng đã đem lại cái mức lợi nhuận cao nhất mà các anh chị có thể là chốt được đó là 23 mà nếu các anh chị chúng ta tham gia sau mua nhịp 2 từ những cái vùng giá 34 35 đi thì cái vùng cao nhất các anh chị cũng đã có thể là nhận được lanh là, quanh 89 phần trăm nhưng mà chúng ta nắm giữ được cái cổ phiếu dẫn sóng cổ phiếu đang phân hóa và đang có tính chất là um, giữ điểm cho thị trường thì khi mà thị trường bùng nổ trở lại thì những cổ phiếu ngân hàng như ctg để đem lại một cái mức tăng tương đối là hiệu quả cho các anh chị và câu chuyện của ngày hôm nay là cổ phiếu tch thì theo đánh giá những cái cổ phiếu như hết cái đoạn này là chúng ta nên bỏ qua đừng vội bắt đáy nha đấy trong phiên các anh chị thấy không khớp sàn và gỡ lệnh sàn nó cứ nhấp nhả liên tục và các anh chị nào mà khớp được cái lệnh sàn ở cái vùng uh, cái, cái, cái 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 biên độ mà buổi sáng và đầu phiên chiều đấy thì chưa chắc là hàng về chúng ta sẽ hồi phục lại sẽ có được lợi nhuận đó nha cái này là cũng là một dạng đặt cược 50 50 các anh chị đã nhớ là Novaland không? Novaland chúng ta cũng từng có một cái nhịp là đánh sàn trong phiên, rút chân Hôm sau tăng nhẹ nhưng mà rồi cuối cùng nó cũng là quay về lại Cái vùng giá xem xem giá sàn hôm trước và bắt đầu đi ngang Đó, Nó không có đem lại cái lợi nhuận nào đáng kể cho chúng ta Mặc dù là các anh chị khớp được giá sàn, bắt được cái giá cực kỳ thấp trong phiên luôn Đó đó là những cái rủi ro mà các chị có thể gặp phải khi mà thị trường chúng ta chưa có những cái tín hiệu rõ ràng. Thì nếu mà để nói về bắt đáy, bắt sàn thì khi mà thị trường chúng ta có một cái sự rung lắc mạnh, đa phần cổ phiếu đều bị điều chỉnh chung chứ không phải là thị trường chúng ta đang yên đang lành có một cổ phiếu bật ra sàn thì chúng ta vào bắt đáy bắt giá sàn cổ phiếu đó đã kiếm lợi nhuận ha. Nếu mà thị trường chung chúng ta đang ở trong một cái nhịp tích lũy đi ngang và trong một cái xu hướng điều chỉnh mà đột nhiên một phiên chúng ta thấy sàn hàng loạt thì những cái phiên tiếp theo sau đó thì có khả năng là thị trường sẽ có xuất hiện nhịp hồi thì thời điểm đó các anh chị có thể là vào bắt đáy ăn cái nhịp hồi đó thì ok là nhịp hồi chung của thị trường là có cái dòng tiền và bắt đáy chung với các anh chị thì thì cổ phiếu nó sẽ có xác suất là hồi phục tăng lên để mình chốt nếu còn bây giờ TCH một mình một cõi tự nhiên không đùng một phát nó giảm như thế này mình vào mình bắt đáy thì nhiều khi mình lại là cái người đỡ giá mà cái người hứng cổ phiếu cho những ai mà à, đang toan muốn chạy ra rồi có thể là họ ok hôm nay chấp nhận lỗ một khoảng 7 đến tám phần trăm nhưng mà họ sẽ có thể là sẽ né được cái cú điều chỉnh 10 15 sau đó còn mình vào đây ok mình đỡ cho người ta 7 tám phần trăm rồi mình lại ăn tiếp một cú 7 tám phần nữa thì cái rủi ro là nằm ở phần mình thôi đó. cho nên lúc này mình nên hạn chế những cái cổ phiếu như là tch cái này là cái tin tức thanh tra này đã có từ lần trước rồi nhưng mà tạm thời là người ta chưa đưa ra cái kết luận thôi còn bây giờ là nó lại đưa ra thêm một lần nữa cái tin đó và kết luận sai phạm uh, quy định của chính phủ và chuyển sang bộ công an nên là thành ra là tạo ra một cái cái, cái 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 sự hoảng loạn nhất định cho cổ đông đang nắm giữ tch và xảy ra tình trạng bán hàng loạt là nằm sàn như thế này, Đó. những cái thời điểm nhạy cảm thì tin nó ra thì các anh chị nên các anh chị nên hạn chế đánh theo tin tức nha. Đó. Anh chị nào mà ngày thứ sáu mà chúng ta mua tch thì coi như là rủi ro rồi, cái rủi ro này là không 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 có nào thể nào mà tránh được hết. Tại vì tin nó ra vào sau giao dịch mà, đã ra từ trong phiên ấy thì mọi người vẫn có thể là cân nhắc việc mà mình có bắt hay không. Còn nó đánh như thế này thì ngày thứ sáu gần như là um, anh chị rất dễ bị phô mô theo, nói về nó có một cái nhịp hồi phục và chém chớm có tiền vào rồi, Đó. Cho nên cái rủi ro mà chúng ta mua ở ngay nền những cái cổ phiếu mà chưa có động lực, chưa có cái dòng tiền nào xác nhận, chưa có một cái tín hiệu tích cực nào cho thấy là là, là nhóm ngành cũng như là cổ phiếu sẽ bùng nổ thì cái việc gặp những cái cú rũ như tôi sẽ cái này sẽ rất dễ gặp phải cho nên là cái chiến lược của em xuyên suốt qua hai tuần nay và qua những cái video cập nhật thì em vẫn hướng cho các anh chị cái mục tiêu là phải cơ cấu bớt đi những cái cổ phiếu mà không có đem lại lợi nhuận không có cái, cái kỳ vọng phục hồi để tập trung tìm kiếm những cái mã như là ngân hàng để chúng ta tham gia với cái kỳ vọng là thị trường đi lên ngân hàng hồi phục mạnh đó, sẽ giúp cho cái tài khoản của anh chị sớm về bờ được đó, đó là những cái đánh giá của em sơ bộ và cái phiên giao dịch ngày hôm nay ngày 14 tháng 10 nếu các anh chị thấy uh, cái chia sẻ và cái chiến lược của em xuyên suốt cái thời gian qua phù hợp và an toàn thì có thể là liên hệ với em qua cái số zalo là 0938 327 để đồng hành làm khách hàng của em trong nhóm tín hiệu để nhận được những cái cập nhật về thị trường cũng như là cổ phiếu phù hợp và hiệu quả nhất giúp cho các anh chị kiếm lợi nhuận trên thị trường. Ok, xin chào và hẹn gặp lại các anh chị ạ.